chào rồi chứ. Tìm vị trí để Phúc ơi. Coi hơi chỗ nào ổn áp đứng. Số lạ vậy? Số lạ hả? Ra đi giao hàng á. Mỗi lần chích nó mấy tiền. Năm đầu tiên là 900. Vậy mấy? 4 mũi. Mỗi năm dặm mũi. Là 4 mũi 900. Ừ. Còn sau thì dặm bao nhiêu thì tính sau? Thì dặm 1 mũi là 2 rưỡi đó. Ừ. Chích 5 mũi. Thuốc đó là thuốc gì? Vắc xin. Dạ, phòng cái gì mà phòng bốn bệnh chứ cũng tụi nó nhiều bệnh mà chị chích cho con Lily với con chị nấu chích gì đâu đó. Chích chứ con kia con kia mới cần con kia chích tới giờ chích rồi mà vẫn còn nhỏ không su cần à ý là nhỏ là đi chích rồi mà vẫn đợt nín cái đau đau miết kìa họ nhỏ nhỏ họ đi chích rồi. Alo. Dạ alo. Chị nghe em ơi. À chị, tối bên Hoàng Diệu chị có làm không? Hả? Ở bên Hoàng Diệu chị có làm không? Có em.
Dạ dạ. Ok ok. Mm-hmm.